Đấy, em à, tuần lột đồ con khủng long cho bác đấy. Em à, đang lột hết con loa Panadim 11SE. Đấy, con này là con đôi loa Panadim này. Panadim mô đen đằng sau đọc tuần lại. Còn ở đôi loa này thì em cũng đã lột đồ cho bác rồi. Đây là đôi loa Panadim có mô đen là 11ES MK2. MK2 hàng khủng nữa, dòng 11 này rất là ít nhé. 9ES MK2 MK3 thì có, 11 này rất là ít luôn, nhìn nó quá hoành tráng các bác. Đấy, loa đến từ đất nước Canada, made in Canada luôn. Mức giá em tuột báo luôn cho bác nhé, 11 triệu mấy đây, 11 triệu 800, 11 triệu 800 đối với lại đôi loa Panadim 11 SMK2. Ok chưa? Hàng đến từ đất nước Canada. Đây, mà nhìn đây, em khui hàng này. Riêng đôi loa này thì không có lý do gì mà không hay phê cả. Đấy, mà nhìn chưa? Phần tần của em nó đây. Mà cái củ phân tần này nó to như này, em nhìn thấy đây này. Lâu ngày keo nó hơi bị nhả này, có khi tí nữa em chút thêm, em đã mất công em mở ấy. Em sẽ cho thêm đổ thêm keo nến cho các bác. Nó chắc chắn đấy. Không nhiều lúc là nhiều bác mua vô tình đi nó rơi cục cái ra, nghe nó hơi lục cục là các bác lại bảo nó vỡ nọ vỡ kia. Thật ra là tất cả một số đôi loa bên em, các bên em chuyển cũng như là các cửa hàng khác, các bác mua hàng thì bác cứ chú ý, về cảm thấy nó lục cục thì bác cứ thái, bác cứ kiểm tra, không có sao đâu bác ơi. Nó lỗi gì đâu, các bên em hoặc các bên họ xác nhận về không có sao cả. Còn đa số là nó bị những củ này, phân tần này, những cuộn trở nó bằng đồng nó to này, lâu ngày nó do lâu ngày keo ấy, họ không zip bằng di rút đấy, nên là nó bị nhả keo thì tự nhiên nó lăn nó lục cục đấy, chứ còn cũng không có cái gì cả đấy. Và với những mặt hàng này thì chuyển hàng cho một số bác ở Sài Gòn thích lắm, bởi vì là một số cái vấn đề bị nó lục cục phân tần hay một số vấn đề nó liên quan đến nhỏ nhẹ các bác xử lý giúp hết. Thật là các bác cũng chơi nhiều, bác có kinh nghiệm, bác bảo những cái này thì bình thường không có cái gì cả. Ôi em bán loa nhiều không thể tránh được bác ạ, do vận chuyển đấy, bởi vì là vận chuyển khi bị vận chuyển rơi vỡ hoặc là nó bị như thế này thì có những cái là do vận chuyển họ chịu, nhưng mà hầu như là các bác Sài Gòn bác toàn hỗ trợ hết, những cái trường hợp rất là ít nhưng mà mình đã gặp trường hợp đây đều có bác nhé. Đây là con này con chung nhé, con bát nhé, hai con này khác nhau đấy chứ không giống nhau đâu. Nhiều lúc nhiều bác về mà tháo loa vệ sinh xong bác nói để hai con này lẫn nhau, chuyển con này đánh dưới con này đánh trên là không được các bác nhé, kể cả cắm dây nhé. Họ đã cố tình sản xuất ra hai cái dây này này, dây bát dài hơn dây này ngắn hơn, các bác chỉ cắm nhầm là không được, cắm nhầm đảo bát là không được nhé. 11ES MK này, made in Canada này, con này made in Canada, hai con bát này khác nhau nhé. 12 đấy. Một con là xử lý cho giải chung và một con là xử lý cho giải bát đấy, giải súp đấy, chứ không phải là cắm con này cắm lên đây phát là nguồn nó khác luôn đấy. Đây model SE MK2 11 Parim, hàng made in Canada hết. Con này thì quá khủng, hình như là đối với dòng Paradigm này là con này là đời khủng nhất thì phải các bạn. Từ ngày bán loa giờ em mới được có hai đôi này, sao em nhớ là hai đôi, đôi này đôi thứ hai thì phải, Paradigm S11 đây, còn đâu là toàn là đầu chín. Con này đã nghe nhạc thích lắm, nó đánh chất bát phê luôn, mê luôn. Ở chiều ngang của thùng em đã báo rồi 30 nhé, chiều sâu của thùng cái căng nó tầm khoảng độ 36 36 37 chiều sâu, còn chiều cao đây 1 2 3 4 chiều cao 90 90 hơn 90 tí. Được chưa? Các bác nào muốn tìm hiểu chi tiết về dòng loa Canada thì các bác cứ gõ lên YouTube hoặc là lên kênh Google, cũng có rất nhiều các chuyên gia cũng như là một số bác các bác ấy nắm chắc về cái vấn đề âm thanh, bác đã giới thiệu và quảng cáo những dòng loa Panadim này về Canada rất là hay, mà nó rõ nó chi tiết cho các bác. Em thì cũng là giới thiệu như này, nhưng mà nếu mà để lại đọc sách ra xong là giới thiệu cho bác nó dườm dài lắm, các bác cứ tham khảo đi. Bây giờ thời 4.0 thì bác chỉ cần gõ lên mạng là ra hết thôi, được chưa? Chỉ cần gõ lên mạng là nó ra hết,
Đây nhé, con này trở kháng là 4 ohm bác nhé. Con này trở kháng là 4 ohm. Công suất max 160W. Vậy là một đôi này có tổng công suất là 320W một đôi. Hàng made in Canada, model là Ploa Panarin. Model 11SE, nhớ là MK2 đấy. Nó còn có 11SE không thôi. Đấy. Mức giá 11.800.000. Đó là mức giá em Tuấn đưa ra, mức giá thấp nhất rồi. Các bác cứ đi tham khảo toàn quốc đi. Các bác tham khảo khắp mọi nơi đi. Kể cả bác đấu giá ở bên Nhật hay bên Trung Quốc hay bên đâu về cũng được. Cho bác tham khảo thoải mái. Bởi vì là báo cáo các bác là riêng những dòng loa này mà bác mua hàng đấu giá nước ngoài về cước cân nặng các bác méo hết mặt luôn. Nếu như không lấy nhiều, không lấy theo lô, không lấy đi công. Đấy, em Tuấn xin tạm dừng tại đây. Chào các bác. Đôi loa này có mức giá 11.800.000 nhé. Đôi loa Panadim này. Em chào các bác.